Da là đi, đi cái loại thuốc này là lon tóc hay mọc làm rạp. Nhưng mà mình cạo đầu pin đó, bởi vì là để cho mình dễ vệ sinh. Dễ vệ sinh đầu rồi, bởi vì là khi mà em nhận được cái số tiền chuyển qua cho em đó là 42.876.000 đồng ủng hộ cho bé Khoa. Cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ đang ở bệnh viện nơi mà bé Bin đang điều trị tại đây. Thì việc mà Bùi Hồ đi lên thăm bé Bin đó thì rất là khó khăn, và quay video clip ở trong bệnh viện đó thì cũng phải rất là cẩn trọng, tại vì y tá không cho quay, nên Bùi Hồ sẽ quay được lúc nào thì sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem nhé. Hôm nay đến đây thì có chị Trinh với lại gặp bé Bin, thì bé Bin đang ngủ. Thì cái tình trạng của bé hiện nay sao chị? Bé là bây giờ là đang suy, do là bé chạy, bé đang chạy hóa chất, cho nên là thành ra là bé đang nên các dòng gọi ở như là bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu của bé đó nó cũng đang hẹp. Thành ra là bây giờ là chị bây giờ là đang giữ cho bé không bị nhiễm khuẩn, bởi vì khi bé bị nhiễm khuẩn thì rất dễ bị bệnh. Đây là bé là mới được bác sĩ là định cho ra viện, là được 2 tuần, nhưng mà không may là bé bị sốt, cảm sốt, thành ra là bé phải nhập viện liền. Bé nhập viện lại mấy ngày à? Bé là nhập viện lại từ bữa thứ 3. Bé chạy hóa chất được bao nhiêu ngày hả chị? Bé chạy hóa chất là bữa là được 4 ngày. Chạy hóa chất là 4 ngày xong được bác sĩ ra cho điều trị ngoại trú. Nhưng mà đang điều trị ngoại trú thì bé bị sốt, thành ra phải đưa vô viện liền. Tất cả mà khi Bùi Hồ với là chị Trinh đi lên đây á, thì việc sát khuẩn thì rất là an toàn, như kể cả tay chân dép tụi được ấy, tại vì bé thì sợ dễ bị nhiễm khuẩn, đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ. Thì bé bây giờ có còn vui đùa gì được không? Bé thì bây giờ bé đang mệt, với là ho, đang ho rất là nhiều, thành ra là không thể nào mà nó vui đùa, hay là nó ăn uống cũng rất là ít, nên ăn uống cũng ít được mà. Nhìn hình ảnh của bé thì em cách đây khoảng nửa tháng thì bé còn rất là vui vẻ. Bé đang chạy, cái đó là gì chị? Đây là đang chạy nước thôi, với lại là chạy kháng sinh. Em thấy thì pin vậy, chân của em nó bị bầm tím hay sao chị hả? Bé là bị va vào gì nhẹ là bé cũng lên nó bầm liền. Mà rất là lâu tan, nên là nó sẽ bầm tím liền. Mà rất là lâu tan. Bình thường thì vào giờ này thì pin có ngủ không? Không, bình thường giờ này thì bé chơi tới lúc mà ăn cơm xong rồi mới ngủ. Nếu như mà chị thì chi phí khoảng nhiêu? Chị thì chi phí của chị, cái lúc mình điều trị thì chị không biết là chi phí như thế nào, vì là cứ mỗi lần nằm viện như thế này là cũng tầm là 10, 15, 20 hay là 30. Bữa trước cái là cái đợt đầu tiên của bé là tổng cộng hết là 74. 74 triệu. Nhưng mà bây giờ cái đợt đây mới vô đây thì mình không biết là chi phí như thế nào. Đợt trước bao nhiêu ngày mà 74 triệu? Đợt trước là gần 2 tuần. 2 tuần 74 triệu. Là chưa cả đó được bảo hiểm rồi nè. Đó bảo hiểm rồi, nhưng mà những lái lúc lấy tử là gì đó thì không có được bảo hiểm. Hiện nay sức khỏe của tình hình sức khỏe của chị như thế nào rồi? Thì chị bây giờ đang bị cảm sốt, nên là chị cũng đang bị mệt. Em thấy gương mặt của chị có vẻ là vật vờ, nó tối qua mấy bữa nay buổi tối không ngủ được. Chị thì chỉ có một mình thôi, chị Trinh thì chỉ có một mình cứ chăm sóc bé suốt, thì mỗi cái đi đứng rồi lại thì đôi khi thì có được ông ngoại. Thôi bây giờ chút xíu nữa em xuống dưới sẽ trao tiền cho chị của Mạnh Thường Quân.
việc mà Bùi Hồ thăm chị Trinh với lại bé Bin ở ở bệnh viện ngay chỗ giường bệnh của bé Bin thì nó chỉ diễn ra trống vắng thôi, cũng nhanh. Và Bùi Hồ sẽ cùng với chị sẽ xuống một cái quán cà phê, sẽ gửi tiền cho chị để hỗ trợ Bin của các mạnh thường quân từ ở nước ngoài cũng như là ở Việt Nam. Hôm nay Bin mọc tóc lại ha. Ra là đi cái loại thuốc này là lon tóc nó mọc rậm rạp. Nhưng mà mình cạo đầu Bin đó mọi người, là để cho mình dễ vệ sinh, dễ vệ sinh đầu rồi, bởi vì là đi các thằng như này là ít phải ít được tắm. Ít tắm ha. Ít tắm thành ra phải lau gọ cái đầu cho nó sạch, chứ không là nó nhiễm khuẩn. Còn thì chắc là cái đi cái dòng này thì không có phải nó không có rụng tóc như mấy bé bên nào. Mấy bé này là đi cái dòng dòng máu thì nó lại rụng tóc. Tẩy thì nó không rụng nha. Tẩy thì đi cái thuốc cũng không có rụng, nó mọc rậm rạp hơn. Vậy hả? Dạ, con chào bác. Hôm nay con đến thăm bé Bin, cũng như trao số tiền của Mạnh Thường Quân để ủng hộ cho chị Trinh về hỗ trợ cho bé Bin trong việc điều trị á bác. Dạ thôi bây giờ con với chị Trinh đi xuống dưới ở đây không tiện. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Dạ chào cô bác với anh chị. Thì đây là một cái video clip của Bùi Hồ gặp trực tiếp, có một cái thời gian khá là ít ỏi để mà gặp chị Quỳnh Trinh. Quê của chị thì ở tận Quy Nhơn của Bình Định. Hôm nay chị giờ này vào khoảng tầm hơn 11 giờ thì hai chị em mới có dịp gặp nhau sau khi lên thăm bé Bin ở trên bệnh viện. Thì chị ơi, thì trước khi chị cho em chữ đó thì chị có thể cho biết là tình hình sức khỏe của mình như thế nào, tại vì em thấy gương mặt của chị rất là xanh xao sau khi mà em lên thăm bé Bin đó. Bây giờ cái sức khỏe của chị như thế nào? Bây giờ thì chị hơi mệt, bởi vì là chị đang bị cảm. Bây giờ thì chăm đi lên không có đi ra đi vô nhiều. Sức khỏe nó cũng không có được tốt lắm. Em thấy chị vẫn đang cảm mũi, nghẹt mũi á. Đúng rồi, đang nghẹt mũi. Gặp chị thì cái thời gian cũng khá là hiếm hoi. Thì để gặp được chị ở đây thì chị phải nhờ ba ruột của mình, đó là ông ngoại của bé Bin hay của bé Khoa, nhờ chăm giùm. Thì chị ơi, như thế này, chị là một người mẹ đơn thân thì đối với chị, việc một mình chị nuôi bé Bin cũng như là nhờ sự hỗ trợ của ông ngoại thì đối với chị nó có khó khăn lắm không? Nhiều
điện cái là mình nói là bây giờ có gì mà gọi nó đừng phải giấu gì nha, đừng phải giấu gì đó. Má Thi là bà ngoại gọi hả? Dạ. Bà ngoại gọi nhưng mà tại sao luôn cơ sốt ba. Nè bây giờ là chị cảm thấy đó, nói chung là chơi với trong cái việc này mà lo cho biết. Tại vì các bé khác thì em thấy ở trong bệnh viện đều có ba với mẹ, nhưng ở đây thì có một mình chị phải chống chọi. Vừa chạy tất cả tất bật từ mọi thứ, thuốc men cho đến thức ăn, nước uống, hay là việc giữ pin đó, thì có một mình chị thôi. Vậy thì cái cảm giác lúc đó của chị như thế nào hơn? Chị có chia sẻ với em rằng là chị là một giáo viên dạy luyện viết chữ đẹp mà dạy ở trường tư ở nhà của chị, thì trong thời gian mà bé Bin bị bệnh như thế này thì cái việc mà chị lao động để mà kiếm tiền thì không còn nữa. Vậy thì chi phí ở đâu mà chị chữa cho Bin ở trong cái lúc mà em ở bệnh viện á, thì chị nói là trong khoảng 2 tuần là khoảng 70 mấy triệu, thì ở đâu mình, có nghĩa là mình chi phí ở đâu để mà mình lo được cho Bin như vậy hả chị ha? Đây là cũng nhờ vào Mạnh Thường Quân. Dạ. Nguyên nhân lúc đó là nhiều người biết là người ta giúp đỡ, người ta giúp đỡ nhiều, thành ra là chị cũng đỡ được phần nào. Mọi người bên tay cũng giúp chị, cũng giúp chị biết tới, mà cũng chia sẻ, nên là cũng đỡ được. Nhưng mà ở đây là người ta giúp mình lúc này, người ta giúp mình đoạn đường dài, là cái đoạn đường dài của chị là cái bệnh này thì rất là dài, đi theo cái bệnh này rất là dài, rất là tốn thời gian và tốn tiền của nó. Đây là một cái căn bệnh chị chia sẻ cho em, thì vô đây thì gọi là bệnh này gọi là bệnh tiền tỷ. Thì việc mà điều trị cho Bin có hai hướng, một là bé chịu thuốc thì tiền nó nhẹ hơn, còn hai là không chịu thuốc thì khi mà ghép tỷ thì số tiền nó rất là cao. Vậy thì với số tiền cực lớn như thế đó thì liệu mình có lo liệu được không chị? Số tiền lớn như vậy thì không bao giờ chị nghĩ là chị sẽ có được. Bởi vì là như làm dạy như vậy thì không thể là một tháng, ví dụ như chị đi làm, chị đi dạy thì một tháng chị đưa ra được mấy triệu, đó là nhiều. Lo cho Bin thì đó là nhiều. Còn mà nếu mà để mà được dư ra mấy chục triệu không nhiều đó, mà đây tới là cả tiền tỷ thì cũng không bao giờ có được. Cô bác của anh chị là dạy viết chữ đẹp, về mức độ tin tưởng của phụ huynh đối với chị Trinh, mặc dù là chị dạy trường tư nhưng mà phụ huynh rất là tin tưởng và thương yêu chị. Trong thời gian mà chị ở bệnh viện ở Sài Gòn này thì phụ huynh vẫn thường gọi chị hỏi xong chưa, sẽ về dạy lại cho các con của người ta, tại vì họ rất là tin tưởng chị với cái tài viết chữ của chị. Thì thôi thì hôm nay có dịp mà hai chị em ngồi ở quán cà phê này, chị Trinh nói thôi chị sẽ gửi tặng cho cô bác với anh chị, những người mà đã ủng hộ cho Bin bé Đăng Khoa trong suốt thời gian qua, và cũng như là trong thời gian sắp tới thì chị sẽ tặng cho mọi người chữ gì hay chị ha, câu gì ha?
chị có nói với Bùi Hồ á là chữ này chị biết thì dạo này vì sức khỏe không tốt là một, hai là do chăm sóc bé Bin, việc chị viết chữ tay nó cũng không có mềm mại giống như là chị thường xuyên viết, nhưng mà nét chữ của chị phải nói cực kỳ đẹp luôn cô bác anh chị. Ủa, tại sao chị lại có tình yêu với chữ và nhiều đến thế hả chị? Thật sự chị giờ cái này nói ra thì cũng là cái duyên. Dạ. Duyên là mình đi đến với con chữ. Vì hồi đó mình nghĩ là con chữ mình xấu quá. Dạ. Mình đi học luyện chữ đi. Dạ. Để mình viết cái gì đó cho đẹp. Thật sự là hồi đó chị nghĩ như vậy. Mà sau đó khi mà chị tiếp xúc với con chữ rồi, bắt đầu chị thấy đam mê. Mình mới tìm tòi học hỏi rồi học thầy này thầy kia, học đủ thứ á. Chúng chị tìm mọi thứ để chị học. Hiện bây giờ chị vẫn không? Dạ. Tới bây giờ chị một cái niềm mê mà mình không thể giải thích được thôi đi. Không giải thích được. Đây là gọi chị cầm đi, quá đẹp luôn rồi. Rất là mượt mà luôn á. Dạ. Chị ơi thì hôm nay thì khi mà em đến thăm chị với bé Bin thì em cũng nhân tiện đây em cũng gửi qua gửi cái số tiền ủng hộ của Mạnh Thường Quân của Úc, ở nước Úc, là Việt Kiều của Úc cũng như những người định cư ở đó, với lại ở Việt Nam thì ở Việt Nam thì em có nhận được của cô Thủy ở Gò Vấp là 500.000 đồng. Đây là cái số tiền cô Thủy của ở Gò Vấp chị. Dạ, 500.000 đồng. Và tiếp theo là cái số tiền em nhận được của các Mạnh Thường Quân theo danh sách thì em sẽ đọc lên luôn ha chị ha. Thì ở đây thì danh sách đầu là nhóm của Việt Nam Educator ở Bang Thao. Chị Nga Cao là 100 đô, chị Thi Nguyễn là 50 đô, chị Thi Nguyễn là 50 đô, chị Kim Lý là 50. Chị Thi Hồ là 50, chị Thi Trần là 50, chị Thi Trần 2 lần đó, rồi chị Mỹ Trần là 50, chị Thi Phạm là 50, chị Vi là 100, chị Thi Nguyễn là 100, chị Ca Gina là 100, chị Thúy là 100, chị Vân là 50, chị Úc là 50 và Loan Phạm là 50. Tiếp theo là danh sách bên của chị Diệu Tiên là ẩn danh là 200 đô. Chị Nhật Minh là 100, Vũ Thịnh là 100, Vũ Hương là 100, chị Hoa Lê là 150, Ngọc là 53, Thuận Ngọc, Di Hương Ngọc là 10, Thức 50, Ngân 25, Thuận 50, Liên 50, ẩn danh 100, nhóm thiện nguyện 110, Nhật Hạ 30, Diệu Mỹ 100, Trần Thị Phong 100, Trần Đạt 100, Diệu Minh 100, Mai Lan 50, Bảo Trí 30, chị Hòa 20, Diệu Tiên 122, tổng cộng là hết là 2.700 đô. Thì em nhận được, khi mà em nhận được cái số tiền chuyển qua cho em đó là 42.876.000 đồng ủng hộ cho bé Khoa. Thì đây là cái số tiền mà em nhận được, sau em để ghi gì em cột lại luôn. Thì chị đây. Đây là 42.876.000 đồng. Đó của, dạ, có hai danh sách là nhóm của Việt Nam Educator ở Bang Thao với lại nhóm của chị Diệu Tiên. Thì dạ, cảm ơn mọi người. Dạ. Em chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, đã thương yêu Vin, đã cùng em vượt qua những cái giai đoạn. Dạ. Chị có thể đọc lại một lần nữa cái số tài khoản của mình, thì số điện thoại của mình để có thể mọi người có tiếp tục hỗ trợ cho Bin thì có thể liên hệ trực tiếp đến chị. Số tài khoản của mẹ Bin là số tài khoản là 1903 467 538 0018. Người đứng tên là Hồ Thị Đông Hằng, ngân hàng Tết Công Banh. Số điện thoại là 0905 487 754. Em cảm ơn chị rất là nhiều.
chị ơi, hôm nay thì có dịp em về đây để trao cái số tiền ủng hộ của mạnh thường quân của ở Việt Kiều ở Úc cũng như ở hải ngoại, với lại của cô Thủy ở Gò Vấp, thì có dịp thăm bé Bin thì cho em gửi lời thăm chúc sức khỏe bé Bin, gửi lời chúc sức khỏe chị.